dùng súng bắn thiếu nữ 16 tuổi vì ghen. Do mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông dùng súng bắn và dùng búa đánh vào vùng đầu thiếu nữ. Ngày 14 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trịnh Trọng Tần, sinh năm 1988, quê ở Thanh Hóa, để điều tra về hành vi giết người. Theo cơ quan công an, Tần và Tê, sinh năm 2007, có quan hệ tình cảm với nhau. Do bực tức về chuyện tình cảm, Tần mang súng và búa đến công ty nơi Tê làm việc ở phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An để nói chuyện. Tại đây, lời qua tiếng lại, Tần rút súng bắn vào Tê nhưng súng không nổ. Chưa dừng lại, Tần tiếp tục dùng búa đánh liên tiếp vào vùng đầu của Tê khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Tần ra cầu Đồng Nai để tự tử nhưng được người dân cứu sống. Biết không thể thoát tội, Tần đã đến cơ quan công an để đầu thú. Hiện tại, cơ quan điều tra đang giám định để xác định loại súng mà Tần dùng để gây án.